trọng tài AFF Cup đáng bị treo còi, Việt Nam có thể yên tâm đá Thái Lan lượt về, khi những sự chỉ trích về công tác trọng tài trong trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn còn chưa lắng xuống thì làn sóng dư luận nhắm vào các vị vua áo đen tiếp tục tăng mạnh bởi những quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa Singapore và Indonesia tối qua ngày 25 tháng 12, một trận đấu được xem là điên rồ. Bậc nhất trong lịch sử AFF Cup khi có đến 3 chiếc thẻ đỏ dành cho đội chủ nhà, 6 bàn thắng cùng rất nhiều quyết định của trọng tài khiến nhiều khán giả tại đảo quốc sư tử phẫn nộ. Theo dõi trận đấu, ông Hoàng Ngọc Tuấn, trưởng ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, HFF, cho rằng trọng tài chính lẫn đội ngũ trợ lý làm việc trong trận đấu trên xứng đáng bị treo còi, công tác trọng tài ở trận đấy này là quá tệ, quá nhiều quyết định sai lầm. Điển hình như tình huống mất người mà đội Singapore phải nhận cuối hiệp 1, Tôi cho rằng đó chỉ là một tình huống cầu thủ hai bên tranh chấp với nhau nên việc phạt thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ của Singapore là quá cứng nhắc, không xứng đáng và đã phá hỏng trận đấu. Tôi nghĩ có thể trọng tài chính đã quên cầu thủ này đã bị một thẻ vàng trước đó. Chưa kể trọng tài chính còn bỏ qua một quả phạt 11m rất rõ ràng cho Singapore ở phút 42 khi cầu thủ đội chủ nhà bị hậu vệ Indonesia đốn ngã trong vòng cấm. Rồi đến bàn gỡ hòa 2, hai của Indonesia cũng đến từ tình huống mà cầu thủ đội này đã việc vị quá rõ nhưng các trợ lý trọng tài dù có tầm nhìn thuận lợi vẫn không bắt được lỗi, nếu như ở Việt Nam, đội ngũ trọng tài này xứng đáng bị treo còi vì không hoàn thành nhiệm vụ, ông Tuấn khẳng định. Trưởng ban trọng tài của HFF cho rằng công tác trọng tài đang là vấn đề nổi cộng tại AFF Cup năm nay và trực tiếp gây ảnh hưởng đến kết quả của các trận đấu bán kết. Tuy nhiên cũng chính điều này là ông Tuấn cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ sở để cảm thấy yên tâm hơn ở trận đấu lượt về với Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, 26 tháng 12. Tôi tin rằng trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, ban tổ chức AFF Cup sẽ siết rất chặt công tác trọng tài trong trận đấu bán kết còn lại giữa Việt Nam và Thái Lan. Tôi tin chắc ở trận đấu tới, trọng tài sẽ thổi rất quyết liệt, thậm chí là trong những tình huống tranh chấp 50-50. Đúng thẻ thì sẽ có thẻ, sức ép của đội ngũ trọng tài trong trận đấu tới là rất lớn. Điều này sẽ giúp các cầu thủ ta yên tâm hơn trước các tình huống chơi xấu hay đánh nguội từ cầu thủ đội bạn như ở trận lượt đi. Tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi các cầu thủ ta phải giữ được cái đầu lạnh, không rơi vào những tình huống bị đối thủ khiêu khích, ông Tuấn nói thêm.